Hoàng Đức thi đấu đầy nỗ lực ở trận đấu với Trung Quốc, dù có những thông số nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng, tạo ra một thế trận sòng phẳng nhờ kiên trì và tự tin vào lối chơi ban bật. Đội tuyển Việt Nam đang mang đến nhiều tín hiệu lạc quan cho thắng trước khi vòng loại World Cup 2026 khởi tranh. Sau 3 trận giao hữu thành công trên sân nhà, khi lần lượt đánh bại Hồng Kông, Syria và Palestine, đội tuyển Việt Nam đã được Trung Quốc cho trở lại mặt đất. Kết quả thua không, hai cùng tấm thẻ đỏ dành cho Nguyễn Tiến Linh có thể khiến không ít người thất vọng. Dẫu vậy, thất bại trước những đối thủ ở đẳng cấp cao hơn giúp đội tuyển Việt Nam đúc rút nhiều bài học chất lượng mà chưa chắc thắng được các đội bóng chiếu dưới hoặc tương đồng sẽ tìm thấy được. Sau thất bại trước Trung Quốc, hạng 80 thế giới, chất lượng đối thủ mà thầy trò Chusia có sát trong tháng 10 này tịnh tiến về sức mạnh. Tiếp đến là Uzbekistan, hàng 75 và thử thách cực đại mang tên Hàn Quốc, 26. Tất cả đối thủ cùng hướng đến tấm vé World Cup 2026 và đó cũng là mục tiêu của bóng đá Việt Nam. Để chọn bạn mà chơi ba trận giao hữu này thật không dễ dàng trong quá khứ nếu có gặp họ thì phải chờ khi chúng ta vào các giải đấu chính thức đó là cách để đội tuyển việt nam nâng tầm trình độ đồng thời tiếp thêm tự tin để hy vọng sớm thu hẹp khoảng cách chuyên môn với các đội bóng mạnh hơn chiếc áo đội tuyển quốc gia vẫn còn rộng so với đỉnh bắc